Chào các bạn, nhiệm vụ tuần lần này mình sẽ tấn công kiếm sĩ và phù thủy các bạn nhé. Bây giờ mình đang đi đào vàng và mình sẽ phải mua thêm cung thủ và kiếm sĩ các bạn ạ. Bây giờ mình mới có 95 vàng rồi các bạn ơi, mình mua cung thủ và kiếm sĩ để bảo vệ người đào vàng trước đã. Nhiệm vụ tuần đợt này là có cả phù thủy nha các bạn ơi. Mình phải vừa tấn công kiếm sĩ mà mình vừa tấn công phù thủy luôn các bạn ạ. Bây giờ là mình đang mua thêm kiếm sĩ nè. Và để dồn tiền để mua thêm cung thủ nữa các bạn ơi. Bây giờ mình chú trọng xây dựng đội quân bảo vệ trước đã các bạn ạ. Game này thì mình chơi ở mức độ khó dễ, nên là mình chú trọng vào đội quân bảo vệ để tấn công, để áp đặt đối thủ luôn các bạn ơi. Đây là đội quân của mình đang được xây dựng các bạn ạ. Những kiếm thủ, những kiếm sĩ đang được mua để cho bảo vệ người đào vàng các bạn ơi. Bây giờ quân địch thì vẫn đang chưa đang tấn công các bạn ạ. Đợt này mình phải xây dựng kiếm sĩ thật là chắc chắn các bạn ơi. Đội quân thật là hùng mạnh để tấn công đối thủ cho đối thủ bị tiêu diệt các bạn ạ. Bây giờ mình đang tích cực mua kiếm sĩ các bạn ạ. 125 vàng trên một kiếm sĩ. Bây giờ mình mua rồi còn giờ còn có 85 vàng à các bạn ơi. Cung thủ thì 300 vàng. Ở cái phần nhiệm vụ tuần này thì nó cũng na ná nhau các bạn ạ. Nó cũng giống nhau á. Cái giá của cung thủ, giá của người đào vàng, giá của kiếm sĩ là cũng như nhau các bạn ạ. Nó không có sự thay đổi nhiều. Nên là phần này mình phải tiêu diệt được kiếm sĩ và phù thủy các bạn ạ. Thì mình sẽ qua màn. Chơi nhiệm vụ tuần này thì rất là hay và cuốn hút các bạn ạ. Các bạn cùng theo dõi nhé. Nếu mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ạ. Bây giờ đội quân của mình đang rất là nhiều rồi các bạn ạ. Hy vọng là mình sẽ tấn công và giành chiến thắng luôn các bạn ạ. Tí nữa là quân địch sẽ tấn công quân mình trước các bạn ạ. Bây giờ mình đang trong quá trình xây dựng. Rồi quân địch qua rồi các bạn ơi, tấn công nào. Chiến đấu rồi, bây giờ quân mình cũng rất là mạnh rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy tự tin khi chơi màn này các bạn. Bây giờ quân địch cũng không có gì đáng ngại nữa. Các bạn thấy không? Đó, 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 nó đang qua để nó đập tường mình nữa các bạn ơi. Lui về nào. Lui về để cho người hỗ trợ tấn công nào. Đó, đó, người hỗ trợ mình là cái người bắn cung tóc bạc đấy các bạn ơi. Đó, đó, đó. Bắn cái nào là ra trò cái đấy các bạn ạ. Thấy chưa, thấy chưa. Này thì đập tượng nè, đập tượng nè. Giờ mình có 120 vàng rồi các bạn ơi. Nó mỗi lần nó đập như vậy là mình mà sập tượng là mình sẽ thất bại luôn các bạn ạ. Mình không được qua màn. Đó, đó, có nên tấn công lại không các bạn? Rồi, mình giành bắn hạ gục hết rồi. Bạn đã loại bỏ vô số lũ kiếm sĩ. Bây giờ hãy tiếp tục để tấn công phù thủy. Bây giờ mình sẽ tấn công phù thủy nhé các bạn ơi. Mình được qua màn rồi. Màn này là đến lượt tấn công phù thủy này các bạn này. Bây giờ là đến vương quốc của phù thủy các bạn ơi. Cố gắng nào. Vùng đất này được cai trị bởi các pháp sư có phép thuật, có thể gây ra choáng bộ binh và các phép thuật khác giúp triệu hồi các thuộc hạ để ra lệnh. Đấy, nhà phù thủy. Mình được 500 vàng các bạn ạ. 500 vàng thì bây giờ mình sẽ tập trung để mình mua kiếm sĩ bảo vệ đó. Đó, có hai người đào rồi các bạn ơi. Bây giờ mình mua một kiếm sĩ này, một cung thủ này. Là mình còn 95 vàng. Cung thủ đây, đang chảy ra rồi. Giờ mình còn 115 vàng các bạn ạ. Đấy, vùng đất này là vùng đất của phù thủy các bạn ơi. Mà phù thủy là rất là mạnh các bạn ạ. Mà cái người cầm khiêm á, tới 500 vàng trên một người. Mà mình không có đủ tiền để mình mua các bạn ạ. Mình không đủ vàng. Nên mình chỉ mua kiếm sĩ thôi. Kiếm sĩ và cung thủ. Bây giờ người đào vàng mình cũng chưa mua được thêm nữa các bạn ơi. Mình mới mua được 3 kiếm sĩ với một cung thủ. Bây giờ mình mua được 4 kiếm sĩ rồi các bạn ạ. Mình phải cố gắng để chống lại sự tàn phá của phù thủy các bạn ạ. Bây giờ phù thủy lên là cái sức tấn công của phù thủy rất là mãnh liệt các bạn. Nên là sẽ cố gắng để đầu tư vào mấy người kiếm sĩ này để cho tấn công lại phù thủy các bạn ơi. Chứ mỗi lần mà phù thủy xuất chiêu là kiếm sĩ của mình là cũng thương vong vô số các bạn ạ.
bây giờ còn có 85 vàng, mình đang đầu tư vào kiếm sĩ các bạn ạ. Đó, mình thêm một người nữa là 2, 4, 6, 7 người kiếm sĩ rồi các bạn ơi, với một người cung thủ. Bây giờ mình có nên mua người đào vàng không ta? Tập trung lại mua kiếm sĩ các bạn ạ. Kiếm sĩ bên họ có phù thủy rồi. Thấy mình nhìn thấy phù thủy bên họ rồi các bạn ơi. Bên quân địch. Phù thủy nó sẽ qua, nó tấn công bên mình và nó sẽ phá hủy tượng bên mình các bạn ạ. Làm sao mà phải triệu hồi được sức mạnh của mấy anh kiếm sĩ các bạn ạ, thì mới tấn công được phù thủy. Mình đang mua kiếm này các bạn ơi. Mình đang mua lên kiếm sĩ này. Cung thủ thì có một người cung thủ rồi. Phù thủy qua các bạn ơi, tấn công nào lên nào các kiếm sĩ. Múc tên lên, xử nó. Ai cả, phù thủy có phép các bạn ạ. Cho phù thủy có phép các bạn ơi. Phù thủy nó chưởng một cái mà quân mình tung tóe luôn rồi. Phù thủy này, rồi một người phù thủy xong. Đó, lui về nhanh, lui về. Chạy về nhanh. Rồi bảo vệ những mấy người đào vàng nào. Bảo vệ người đào vàng. Từ đôi sắp xếp lại đội hình nào. Rồi đội hình mình vẫn còn rất là nhiều các bạn ạ. Giờ mình mua thêm người đào vàng này các bạn ơi, mình mua thêm một cung thủ nữa rồi. Bây giờ bên này thì phù thủy lại ra tiếp rồi các bạn ạ. Nãy mình đội quân bên mình là tiêu diệt được một phù thủy nhá các bạn ơi. Bây giờ chắc phải mua thêm người đào vàng quá các bạn ạ, mà mình chưa đủ số vàng. Để cho người nhiều người đào vàng thì mình sẽ có tích được nhiều vàng, mình sẽ mua được nhiều vũ khí lợi hại hơn các bạn ạ. Giờ mình mua thêm người đào vàng nè. Đó, phù thủy trông nhỏ nhỏ vậy chứ mỗi lần trưởng ra là sức mạnh thật là khủng khiếp luôn các bạn ạ. Bây giờ bên mình đang có 4 người đào vàng rồi các bạn ơi. 4 người đào vàng rồi, kiếm sĩ rồi, cung thủ đầy đủ hết rồi. Giờ chờ phù thủy qua là mình tấn công thôi. Đó, nó qua rồi các bạn ơi. Hai ông chạy trước không đáng ngại, nhưng mà đáng ngại nhất là phù thủy các bạn ạ. Tấn công nào. Chạy lên, tấn công. May này, phù thủy này. Ây chà, phù thủy trưởng ghê quá các bạn ơi. Phù thủy này, may này. Tung tóe hết rồi các bạn ơi. May này, bây giờ mình đang có 460 vàng các bạn ạ. Úi chà, phù thủy trưởng ghê dữ vậy. À, đằng sau lại có hai người đấy các bạn ơi, quân mình làm sao địch lại đây. Mình phải mua thêm nữa các bạn ơi. Hai người này sao địch lại nó. Hai người phù thủy đang qua này. Rồi, cung thủ đâu, bắn nào chưa. Mỗi lần phù thủy này trưởng là sức mạnh khủng khiếp quá các bạn. Đó, nó thấy, các bạn thấy chưa, đó, nó trưởng ra mỗi lần như vậy là quân mình toàn hết rồi. Lui về, tấn công nào, mua thêm kiếm sĩ để tấn công nào. Không cho nó qua bên cái tượng của mình các bạn ơi. Phù thủy này sao mà mạnh dữ vậy ta. Đánh nó không có xi nhung gì đâu các bạn ơi. Đó, đập nó cơ đó mà nó không ăn thua gì luôn đó. Phải mua thêm kiếm sĩ nào. Giờ mình còn 700 vàng rồi các bạn ơi. Mua thêm kiếm sĩ thôi. Cung thủ nữa, mình đặt mua thêm cung thủ nữa các bạn ạ. Nhưng mà giờ không biết còn kịp không, thì bây giờ quân phù thủy qua sát quá rồi các bạn ạ. Nó sắp đến gần tượng của mình rồi. Mình phải cố gắng để mình chống chọi lại nó nào. Mỗi lần phù thủy này xuất chiêu là sức mạnh thật là khủng khiếp luôn đó. Nên là mấy anh kiếm sĩ bên mình là chống lại không nổi. Giờ cung thủ đang đứng bắn này các bạn ơi. Cung thủ mình đang đứng bắn này. Mình đang mua thêm cung thủ và kiếm sĩ các bạn. Mình còn 230 vàng các bạn ơi. Có quân mình thương vong rất là nhiều rồi các bạn ơi. Nó đang tiến sát tới cái tường của bên mình rồi. Rồi, nó lôi người qua, nó đào vàng luôn rồi. Phải làm sao bây giờ đây. Cố gắng tấn công nào. Phù thủy nó chuyển chỗ đó mà các bạn ơi. Bên mình chịu không nổi rồi các bạn ơi. Bây giờ có người ra hỗ trợ này mà chắc là chịu không nổi rồi các bạn ạ. Bên phù thủy có 2-3 người mạnh quá đấy. Cái mỗi lần nó trưởng ra như vậy đấy các bạn thấy không. Cứ mỗi lần trưởng ra như vậy là quân mình chịu không nổi. Giờ thì đành phải ngồi nhìn tượng sập với các bạn ơi. Cố gắng ở vòng tiếp theo nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.